Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp của shop công nghệ TND. Câu hỏi đầu tiên trong số đáp của ngày hôm nay của bạn tên Bảo. Bạn có comment trong bài đó là hỏi chiếc Dell Precision 5530 thì học cơ điện tử có ok không? Và cùng câu hỏi ở bên dưới của bạn Minh An, bạn cũng hỏi chiếc máy này có thể chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại có ok hay không? Thì bây giờ mình sẽ xin phép phân tích cấu hình Dell Precision 5530 được sản xuất năm 2018 và 2019. Đây là một trong những chiếc máy chạm mỏng nhẹ được trang bị mức hiệu năng cao, chuyên dụng dành cho kỹ sư đồ họa như là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết. Với sức mạnh phần cứng có hỗ trợ khả năng cấp RAM tối đa là 64 GB RAM và ổ cứng bên trong máy có thể nhận tối đa là 4 TB. Với chất lượng tỷ lệ 3 phủ màu trên màn hình rất ok luôn, lên đến 100% sRGB. Ngoài phiên bản màn hình Full HD còn có phiên bản màn hình 4K bạn nhé. Và hiện nay phân khúc giá của chiếc máy này sẽ dao động từ khoảng 13 đến khoảng 20 triệu tùy vào option cấu hình. Nói chung với những cái phần mềm để sử dụng trong ngành nghề cơ điện tử và thiết kế đồ họa cũng như chơi game thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng tốt, và đặc biệt mỏng nhẹ và chất lượng màn hình tốt. Đây là một trong chiếc máy mà được trang bị gần như là tốt nhất trong cái phân khúc máy cũ đã qua sử dụng ở phân khúc đầu tư tầm giá tiền vừa rồi mình giới thiệu. Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng thưa các bạn, trên bàn của mình đây đó là chiếc Dell Precision 5530. Thiết kế thì đặc trưng, nói chung là nó chỉ khác duy nhất đó là cái nội tạng bên trong được trang bị cái cảm hình đó là Quadro P1000. Phiên bản cao nhất của nó đó là P2000 các bạn nhé. Với một màu trắng, các bạn thấy này, màu này còn gọi là màu silver, giống như trên phiên bản MacBook Pro. Chúng ta sẽ thấy một cái logo Dell ở giữa đặc trưng. Và với lớp vỏ được gia công với công nghệ CMC nguyên khối như này. Và thiết kế của nó là liền mạch. Với một trục bản lề đằng sau, các bạn thấy là những chi tiết hoàn thiện của Dell rất là cao. Cái trục bản lề kiểu dạng như này. Bản lề là bản lề một trục dài các bạn nhé. Mình sẽ mở thử. Đó, khá chắc. Bên tay trái của mình thì các bạn có thể thấy là cổng sạc này, USB này, HDMI này, Thunderbolt này, phone mic được tích hợp 3.5, cổng 3.5. Các bạn chú ý đến cái cổng Thunderbolt này, chúng ta có thể cắm thêm eGPU, đó là kết nối từ cặp màn hình từ bên ngoài. Ta có thể cắm ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh độ phân giải lớn từ bên ngoài các bạn nhé. HDMI vẫn còn thì rất là hữu ích cho các bạn làm văn phòng. Mặt trước của máy thì là một mặt phẳng như này. Thực tế mà nói thì kể cả thiết kế cao cấp nhưng mà ở đây thì chúng ta mở máy thì nó có vẻ hơi khó bởi vì nó không có gờ. Các bạn thấy này, các bạn phải cầm nhiều ngón này, các bạn mở. Đó. Ta sẽ có một đèn tín hiệu hoạt động ở đây và hai cái lỗ nhỏ này. Mình đoán đây là hai cái lỗ mic các bạn ạ. Mic này được bố trí ở gần touchpad, còn bình thường nó sẽ là trên màn hình. Mà con này để viền màn hình tràn chắc có lẽ là phải bố trí ở đây. Bên tay phải của máy thì sẽ có một đầu lọc thẻ, thêm một cổng USB. Và các bạn thấy là bấm vào đây để biết là máy còn 30 pin. Nhưng mà đây pin thì chắc là máy mới nó chưa có pin. Bên dưới của máy thì các bạn có thể thấy là cái chữ Dell Precision. Chỉ đây là một chiếc máy chạm di động. Và những cái ốc của nó đây. Ốc của nó thì mình nhìn ở đây là dạng 6 cạnh, giống như trên cái phiên bản MacBook. Và sẽ có Windows bản quyền. Những cái hốc này sẽ chịu trách nhiệm đó là hút gió vào không khí để lưu thông bên trong và tản khí nóng ra bên ngoài ở đây. Còn đây là hai cái hốc loa này. Mọi thông số kỹ thuật của chiếc Precision này nó sẽ ở dưới này các bạn nhé. Service tab là mọi thông số của nó đều ở đây. Và cái cao su này sẽ để trên mặt phẳng, nó sẽ không cập kênh, nó sẽ để thăng bằng của chúng ta. Vâng thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc máy đây. Chúng ta sẽ có một cái viền màn hình tràn. Và trên phiên bản màn hình 4K này các bạn chú ý nó sẽ có một cái lớp kính ở bên ngoài Gorilla Glass 6. Đâu đó là Glass 3, nó sẽ có cái tác dụng là cảm ứng cho chúng ta. Và camera của phiên bản này thì bố trí ở giữa như này, chứ không phải là bên cạnh cho các phiên bản như là 5520 hay 5510. Và thêm vào đó là tính năng bảo mật vân tay trên phím nguồn. Hành trình bàn phím của dòng này thì các bạn có thể thấy là vẫn đặc trưng của các dòng Dell XPS. Đó là hành trình phím lồi và vuông như này. Mặc dù là dòng sản phẩm 15 inch nhưng lại thiếu đi bàn phím phụ. Và làm hai chỗ này thì mặt nghỉ tay khá là lớn. Có lẽ nếu mà có phiên bản bàn phím phụ thì sẽ hỗ trợ chúng ta gõ nhiều hơn. Nhưng mà đây cũng là một sự tính toán trước của cả Dell rồi. Chúng ta sẽ thấy một con chuột. Mặc dù là không có phím bấm, chúng ta bấm trái phải bình thường. Và con chuột này sẽ hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm. Có nghĩa là zoom to, zoom nhỏ và cài các tính năng giống như trên các phiên bản màn hình cảm ứng. Nó sẽ tiện dụng như thế và bấm trái phải ở đây. Và mặt tì tay của nó thì bằng vật liệu từ carbon. vừa là chống bám vân tay và rất là sang trọng. Các bạn thấy này, đặc trưng những cái dòng máy đắt tiền hay dùng vật liệu như này. Bàn phím của Dell thì dùng cũng khá là ngon các bạn ạ. Tiếc là nó không bàn phím phụ thôi. Chúng ta có thể thấy là mình đã cài sẵn phần mềm full map và mình bật để mình test luôn. Một chiếc máy rất mỏng, trọng lượng chỉ có 2 kg. Nếu mà để so sánh chiếc Workstation nhẹ nhất thế giới với cấu hình tương tự thì chiếc ThinkPad P1 nó còn đạt trọng lượng chỉ có 1,7 kg. Chiếc máy này thì là 1,98 kg các bạn nhé. Nói chung là sấp xỉ 2 kg, có nghĩa là vẫn nặng hơn do với phiên bản máy chạm của ThinkPad, đó là phiên bản P1. Và nếu mà hoạt động ở chế độ 3D thì chiếc máy nó ở trong phân khúc Ultrabook, chính vì thế nó hoạt động khá là ổn. Quạt các bạn thấy là chạy khá to và bên trong máy thì có 2 quạt tản nhiệt. Được cái là nhiệt độ nó cũng không quá nóng, GPU chỉ có mức 65 độ C và CPU cũng vậy. Quạt thì hơi ồn. Đây, các bạn có thể thấy là mình đặt gần cái mic vào nghe này. Đó. Mức FPS để mình chạy full max nó sẽ nhận được khoảng 54, rất là khỏe. Đúng là những dòng máy mà được trang bị chip đời mới thì khá là ngon. Vâng thưa các bạn, phần mềm Cinebench 15 mình hay dùng để chấm điểm CPU và GPU. Ở đây nó sẽ chấm điểm đồ họa của cả màn hình, thì các bạn thấy là mình đang chạy rồi. Nó sẽ cho thấy cái khả năng xử lý 3D cũng như các ứng dụng chuyển động trên màn hình. Và GPU thì luôn ổn định ở mức là 65 độ và CPU chạy ở phần mềm này đẩy lên 86 độ. Các bạn chú ý thì phiên bản này đó là chip 8850H 6 lõi 12 luồng. Dòng bắt đầu ở dòng CPU Core Flex, được nhân số lõi lên. Chú ý là trên phiên bản này có cả chip Xeon rất mạnh mẽ để hỗ trợ các bạn làm render cũng như các ứng dụng mà sử dụng đến CPU nhiều. Ở cặp màn hình các bạn có thể thấy là Quadro P1000 này với dung lượng 4GB. Ngoài ra thì nó có cả P2000 nữa các bạn nhé. Ai chà, mức FPS tuyệt đối luôn các bạn ơi, 130,46 FPS. Nó hỗ trợ trong cái việc là chúng ta render cũng như các phần mềm mà liên quan đến các yếu tố kỹ xảo, mô phỏng. Thì đây là một con cặp màn hình tuyệt vời. Ổn chip của nó chạy kìa, các bạn có thể nhìn thấy rất nhanh luôn. Ngứa mặt luôn. Một bức ảnh 3D. Một con chip càng khỏe thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta render càng nhanh, đặc biệt là các bạn sử dụng trong render 3D. Các ứng dụng như là mô phỏng, các ứng dụng giả lập thì chúng ta vẫn cần CPU khỏe. CPU càng nhiều lõi, càng nhiều luồng, xung nhịp cao, nó sẽ hỗ trợ các bạn càng tốt. Điểm số của nó là 1091 CB, có nghĩa là sẽ nhanh hơn tương khoảng 10% so với con i7 8750H các bạn nhé. Các bạn chú ý là cả CPU và GPU sẽ onboard trực tiếp trên bo mạch chủ và chiếc máy này không có khả năng nâng cấp hai cái bộ phận vừa rồi. Duy trong máy nó chỉ được cho phép nâng cấp ổ cứng. Các máy đang sử dụng con ổ cứng Samsung PM981, đây là ổ cứng NVMe, có tốc độ đọc khoảng 3,2GB và tốc độ ghi khoảng hơn 2GB một giây đấy các bạn ạ. Vâng thưa các bạn, là mình đang test một đoạn video 4K trên chiếc màn hình Full HD. Các bạn chú ý đây là phiên bản màn full. Phiên bản màn 4K thì nó sẽ có một cái lớp kính ở bên ngoài để cảm ứng cho chúng ta. Và độ phân giải của 4K đó là 3840 x 2160. Còn độ phân giải màn full của mình đó là 1920 x 1080. Và tỷ lệ phủ màu của chiếc màn hình này đạt 72% gamut và độ sáng đạt 440. Đây các bạn thấy này, nó trang bị cả tấm nền IPS đấy các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn. Và các bạn chú ý thì tấm nền này của Sharp các bạn nhé, với tiêu chuẩn với cái công nghệ màn hình đó là ISO 4. Màn hình do Sharp của Nhật sản xuất. Với góc nhìn của màn hình đạt 178 độ. Nói chung một màn hình này là đẹp rồi. Trên phiên bản màn 4K thì nó đạt 100% gamut. Có lẽ phiên bản này mình không thích cho lắm, đó là cái viền màn hình này nó làm hơi dày, giá như nó làm tràn đến tận đây. Mà tràn xuống thì camera để chúng ta sẽ không nhìn thấy thì nó sẽ hơi vô duyên. Và viền màn hình này các bạn thấy là barrier viền màn hình rất mỏng. Bây giờ mình sẽ bật âm thanh lên để test cho mọi người. Các bạn có thể thấy là nghe thấy âm thanh của nó rất xuất sắc, rất to, phát khá mạnh. Nói chung chiếc máy này để dùng để xem phim giải trí thì là tuyệt vời. Vâng thưa các bạn, thì mình đang sử dụng phần mềm Adobe Premiere, một cái phần mềm chuyên dụng để chúng ta dựng phim. Với một chiếc máy chạm thì điểm mạnh của nó sẽ có khả năng sử dụng các hiệu ứng kỹ xảo để chúng ta dựng. Ở đây thì mình hay dựng 4K, mình đang điều chỉnh cho các bạn này, một cái video đó là hơn 1 phút một chút thôi. và để ở độ phân giải 4K để post YouTube. Em bật cái tab này rồi. Đấy, các bạn sẽ theo dõi luôn cái xung nhịp của cái máy nó hoạt động như nào. Các bạn chú ý đến phần mềm Adobe Premiere thì chúng ta sẽ chỉnh là render từ CPU hay render từ nhân CUDA của cả màn hình các bạn nhé. Chúng ta có thể thấy là xung nhịp của con máy, con CPU đạt rất cao, đang hơn 3 chấm luôn. Và CPU đang hoạt động ở mức 100%. Trong khi đó thì cả màn hình của con GPU đang tham gia hoạt động có những lúc nó nhảy lên khoảng 20%, 44%. Và GPU của con UHD Graphics cũng thỉnh thoảng tham gia đó là 2 đến 3%. Đấy, các bạn thấy là cả màn hình có những lúc đẩy lên 90%, 95%. Phần mềm rất tuyệt vời. Và cái cả màn hình này nó hỗ trợ rất tốt, đó là card P1000. Đúng là dòng P đời mới nó hoạt động mạnh, chứ còn một số con nó chỉ hoạt động thông thường. Mình test qua phần mềm này nếu nó chạy chỉ có 45-50%, con này có những lúc đẩy lên 100%. Vâng thưa các bạn, thì mình đang cài tựa game Sekiro, một cái game lấy cái nhân vật truyện tranh từ Nhật Bản với cái đồ họa rất cao. Ở đây là đồ họa 3D này. Và mình đang cài đặt ở mức trung bình thôi. Bởi vì thực tế cả Quadro thì không hỗ trợ chơi game nhiều, nhưng không có nghĩa là không chơi được. Game này nó nặng tương đương game PUBG các bạn nhé. Các bạn thấy là con card P1000 nó làm rất tốt, mà mức FPS chúng ta nhận được ở mức 54 đến 60. Và nhiệt độ ổn định ở mức khoảng 76 độ C của con CPU và GPU ở mức 72 độ C. Các bạn nếu mà yêu thích các nhân vật truyện tranh của Nhật Bản thì chúng ta hay chơi game này. Rất hay. Chúng ta sẽ thử làm anh hùng. Đây, các bạn có thể thấy là một cái tựa game 3D yêu cầu cấu hình rất mạnh, mà chiếc máy có thể chơi thì những lúc mà chúng ta rảnh rỗi thì có thể cài những cái tựa game yêu thích chúng ta vào đây chúng ta chơi trên một chiếc máy chạm. Vâng thưa các bạn, là chiếc Dell Precision 5530 hiện trên thị trường thì các bạn lưu ý nó chỉ có máy cũ đã qua sử dụng. Chính vì thế các bạn mua máy thì các bạn phải chọn những cửa hàng có uy tín, và nếu như các bạn mà tin tưởng mua cửa hàng mình thì hiện nay chiếc máy này mình bán máy cũ nhưng vẫn được bảo hành chính sách là 1 năm cho phần cứng và trọn đời cho phần mềm. Các bạn sẽ được dùng thử test 1 tuần hoàn toàn miễn phí. Nếu không ưng ý và không phù hợp thì các bạn có thể đổi sang mẫu máy khác mà không mất tiền các bạn nhé. Số bán theo sẽ kèm theo các bạn 1 ba lô, 1 chuột và 1 lót chuột, và hỗ trợ toàn bộ những cái ứng dụng phần mềm các bạn cần thì chúng mình sẽ cài hoàn toàn miễn phí các bạn ạ. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để nghe các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.